chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, hội tụ gió lên đến mực 5.000m vẫn còn duy trì, nên tại các tỉnh vùng núi phía Bắc vẫn còn duy trì mưa rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Sau đó vào ban ngày thì mưa giảm, trời chuyển nắng, cường độ nắng sẽ tăng mạnh vào thời điểm ban trưa. Nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng tại các tỉnh thành Bắc Bộ, không chỉ tập trung tại các tỉnh đồng bằng mà sẽ lan dần ra các tỉnh Trung Du và vùng núi. Với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ 35 đến 37 độ. Với các tỉnh thuộc Trung Bộ thì do tác động của hiện tượng phơn nên nắng nóng diễn ra mạnh mẽ nhất với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 39 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là ở Tương Dương hay là ở Quỳ Hợp, Con Cuông ở tại Nghệ An, Hương Sơn ở Hà Tĩnh, Tuyên Hóa ở Quảng Bình có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ vượt trên mức 40 độ. Dự báo nắng nóng tại khu vực này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Vào chiều tối thì mưa dông có thể xảy ra cục bộ nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Vào đến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong ngày hôm nay, thời tiết tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên mưa dông vẫn xảy ra rải rác ở tại khu vực Nam Bộ và tập trung nhiều hơn tại các tỉnh thuộc miền Tây như ở tại Cà Mau, Kiên Giang. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Còn đối với khu vực Tây Nguyên thì diện mưa xảy ra ít hơn, tập trung ở các tỉnh như là ở Đắk Nông, Lâm Đồng. Vào ban ngày trên cả hai khu vực trời có nắng với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng vừa phải. Phổ biến là từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và dao động từ 32 đến 35 độ tại vùng đồng bằng Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay ở tại thủ đô Hà Nội xuất hiện nắng từ sớm, càng về thời điểm ban trưa cường độ nắng càng gay gắt, nhiệt độ tăng lên ngưỡng là từ 36 cho tới 38 độ. Tuy tiết trời tạnh giáo nhưng nắng nóng diễn ra khá gay gắt nên không mấy ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Trong điều kiện thời tiết này thì quý vị nhớ thường xuyên uống đủ nước và hạn chế ở ngoài trời lâu để đảm bảo sức khỏe. Ban đêm tiết trời vẫn còn ngột ngạt với nhiệt độ ở mức là 28 đến 29 độ. Cùng chung hình thế thời tiết với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trên địa bàn thành phố phổ biến là trời cũng có nắng từ sáng đến chiều muộn, nhưng bầu không khí ở Hải Phòng đã bớt oi bức hơn hẳn so với thủ đô Hà Nội, do nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại đây chỉ khoảng là 35 độ. Cảm giác oi nóng cũng xuất hiện, nhưng mà chỉ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến gần tối thì do có gió biển thổi nhẹ, nên tiết trời dịu đi và nhiệt độ thấp nhất đêm nay giảm xuống còn dưới 28 độ. Với thành phố Việt Trì, thời tiết cũng không quá khác biệt so với thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vào thời điểm ban trưa sẽ đạt từ 36 đến 37 độ. Với kiểu thời tiết nóng bức như thế này thì quý vị vẫn nên tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng việc bổ sung các loại trái cây chứa nhiều vitamin C trong các bữa ăn hàng ngày. Vào ban đêm thì trời vẫn ít mưa nên bầu không khí vẫn còn khá ngột ngạt. Nhiệt độ lúc này chủ yếu dao động từ 28 cho tới 30 độ. Trong 24 giờ tới, thời tiết ở tại thành phố Vinh rất khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, thậm chí là đặc biệt gay gắt, đã kéo dài suốt từ đầu tháng đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Dự báo trong hôm nay và 2-3 ngày tới tại đây thì cường độ nắng vẫn rất mạnh và nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 38 cho tới 40 độ, kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, không chỉ gây ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân mà còn tác động xấu đến sức khỏe của người dân, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Dự báo là trong hôm nay, Đà Nẵng tiếp tục có nắng từ sớm đến chiều muộn với cường độ nắng tăng mạnh vào trưa chiều và nhiệt độ cao nhất ở mức khoảng 38 cho tới 39 độ. Nhận định là trong những ngày cuối tuần này thì nắng nóng vẫn còn duy trì, nên nếu đến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, quý vị vẫn nên chủ động mang theo vật dụng che nắng, kem chống nắng và hạn chế tối đa ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều để bảo vệ sức khỏe. Đang trong giai đoạn giữa mùa mưa, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ nói chung đã liên tục xảy ra mưa dông vào chiều tối trong những ngày vừa qua. Dự báo là trong hôm nay và khoảng 3 ngày tới, trên địa bàn thành phố, trời có nắng vào ban ngày với mức nhiệt là khoảng 33 đến 34 độ vào thời điểm giữa trưa, sau giảm xuống còn dưới 28 độ vào buổi tối. Đáng lưu ý là vẫn là sự xuất hiện của những cơn mưa dông vào thời điểm tan tầm. Nên ngoài việc mang theo các vật dụng che mưa thì quý vị cũng đừng quên tìm nơi tránh trú nếu xảy ra mưa dông mạnh. Đề phòng khả năng lốc sét, gió giật nguy hiểm khi lưu thông trên đường, nhất là trên những tuyến đường có nhiều cây cổ thụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.